Vâng, xin chào quý vị và các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Heo Rừng Lai Xứ Nghệ, kênh chuyên chia sẻ kinh nghiệm về con heo rừng lai. Thì cái đây là cái chuồng heo lái của nhà mình đây. Có một số anh em mới hỏi mình nhá, là nuôi heo rừng này, heo rừng lai này thì lên nuôi nhốt hay lên nuôi thả. Thì theo kinh nghiệm của mình nhá, mình có được thì trong thời gian mình nuôi thì mình xin chia sẻ lại để anh em mình xem, có cách xem tham khảo nhá. Theo mình thì mình chia theo gọi là giai đoạn nuôi. Giai đoạn nuôi sinh sản, giai đoạn nuôi sinh trưởng và giai đoạn nuôi heo thịt, heo thương phẩm đấy. Thì heo sinh sản với heo sinh trưởng là mình nuôi nhốt, còn chỉ có heo thương phẩm là mình nuôi thả thôi. Thì heo sinh sản đây, như con này, như cái con mà nó đang ăn này này, đấy, giữa màn hình này này. Nó mới cắt con ra được 5-6 hôm nay thì nó vẫn chưa lên giống lại. Lúc nào mình thấy nó lưng đứng lên thì mình sẽ lùa nó ra ngoài kia cho nó phối với con heo nọc ngoài kia đấy. Anh nọc siêu cao, siêu to, siêu lạc luôn. Thì cho nó phối mấy cái con nọc ngoài đó. Đó, thì nó phối xong, một ngày, hai ngày nó phối hết phối rồi thì mình lại lùa lại vào đây. Mình nuôi dưỡng thai cho nó. Dưỡng thai cho tới khi nào nó gần sinh, nó xuống sữa rồi. À, ví dụ như cái con heo trắng trắng to to kia kìa. Đó, ở trên màn hình nó đang có hai con mà, cái con trắng trắng to to kìa đấy, con đấy nó gần sinh rồi, tầm 2 tuần nữa là nó sinh. Thì mình sẽ lùa sang những cái ô riêng biệt để cho nó sinh sản. Thì đây như ví dụ như cái ô này. Đấy. Một ổ heo con 2 ngày tuổi nhá các bạn. Nó 2 ngày tuổi đấy, đang bú đấy. Đấy. Thì mình lùa sang những ô như thế này là nuôi riêng biệt, vậy là hết cái chu kỳ nuôi sinh sản nhá. Thế sau khi những cái con này nó được 1 tháng thì mình lại lùa con mẹ này về lại cái ô bên kia. Đây ví dụ như là đàn này này, mình mới lùa con mẹ của cái lũ này về ô bên kia được khoảng độ 5 hôm. Như những em này bây giờ là khoảng 5 ký một em. Đó. Thì hết giai đoạn nuôi sinh sản, mình bắt đầu nuôi gọi là sinh trưởng. Thì mình cứ nuôi như này thôi. Hoặc là mình cho sang những cái ô khác như này nữa này. Nhưng mà lên nuôi riêng thôi nhá. Mỗi một đàn một ô. Đó, thì nó sẽ hiệu quả. Để là nó không có cạnh tranh con lớn con bé gì nữa, ăn tranh nhăn giành với nhau. Ví dụ đàn này mình hơn 3 tháng tuổi rồi. Con to thì cũng 20 ký, hơn 20 ký rồi. Con nhỏ thì cũng gần 20 ký rồi. Đó, thì vài hôm nữa nó được tầm khoảng 5 tháng đổ lại, 4 tháng rưỡi, 5 tháng đổ lại đấy. Thì lúc đấy nó đạt được trọng lượng gần 40 ký đấy. Con lớn thì hơn 40, mà con nhỏ thì cũng gần 40 đấy. Thì mình sẽ lùa ra bên ngoài kia. Là lúc đấy là hết cái chu kỳ nuôi sinh trưởng. Mình sẽ lùa ra bên ngoài này để mình nuôi heo thương phẩm. Sau được 1 tháng đến 2 tháng thì bắt đầu mình giao bán. Đó, thì lúc đấy là nó ra ngoài này, nó vận động, nó cho nó săn thịt, cho nó giòn da đấy, để cho nó rút mỡ đi. Thì họ mới mua các bạn ạ. Thì lúc đấy mình sẽ thả ra ngoài này. Cái ô ngoài này của mình thời điểm nhiều nuôi đến gần 100 con. Là toàn heo thương phẩm hết. Mình cũng gọi là cho ăn bằng các cái thau hay là các cái gọi là như này, xây các cái lồng máng như này. Nhưng mà mấy cái máng này nó phá bể hết rồi là tại mình không có đúc lèn bê tông ở đây. Mình nuôi mình thả lên đất thì hầu như mình cho nó ăn bằng các cái lốp ô tô mới lại ăn bằng mấy cái thau nhôm kia, mình cũng dục tùm lum kia. Đó. Hiện giờ là sau Tết, heo thương phẩm của mình thì mình xuất hết trước Tết rồi, thế nên bây giờ chỉ còn có một con nọc thế thôi. Đấy, con nào có con cái nào đứng đứng thì mình ra lùa ra để nó giao phối. Thì đấy là cái mô hình nuôi của nhà mình nhá, mình giới thiệu cho anh em xem. Vậy là cái cách nuôi thế nào, lúc nào lên nuôi nhốt, lúc nào lên nuôi thả nhá. Sau khi heo chết nó gọi là đủ đạt được trọng lượng xuất thịt rồi thì mình mới thả ra đây. Chứ còn nếu mà nuôi thả sớm quá ấy, thì nó cũng không đảm bảo nha các bạn. Ra ngoài này mình cho ăn con to con nhỏ nó cạnh tranh, nó không ăn nhiều được, con nhỏ không ăn nhiều được. Mà mình muốn cho nó con nhỏ nó lớn nhanh thì mình phải cho nó ăn nhiều thì mấy con to nó dành ăn, nó lại mỡ heo. Đấy. Họ mua họ không mua. Ví dụ như cái con nọc nhà mình đây này thì nó về dáng dấp thì nó là dòng lai nên là nó không có đẹp lắm, nhưng mà nói như về chất lượng thịt của nó này thì là ok luôn nha các bạn. Lạc sát da luôn. Gần như không có tí mỡ nào, nếu con này mổ ra không có tí mỡ nào luôn. Đấy. Thế nên mô hình của mình đây mình giới thiệu cho anh em xem để gọi là có cái tham khảo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em trong những video sau.
Nếu anh chị em nào xem video cảm thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.